Hình như thị trấn của mình sắp có cuộc thi hát đó mọi người. Có ai muốn tham gia không? Tất nhiên là tôi tham gia rồi. Tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm thi hát tất cả các thể loại. Nghe nè. Gashitaram, hay anh dạy tụi tôi hát đi nha. Chúng tôi cũng muốn tham gia cuộc thi này lắm. Mấy con thằng lằn nhỏ xíu muôn đời chỉ biết bám trên tường, dù chúng cố gắng cỡ nào cũng không to bằng con cá sấu được. Nếu các ngươi muốn tham gia thì cứ thoải mái luyện tập, nhưng các ngươi sẽ không thể thắng nổi đâu. Bởi vì năm nay một thiên tài âm nhạc sẽ tham gia, chính là John ta đây. Ồ, ta sẽ giành hạng nhất. Ôi nè John, người anh em người bạn của tôi ơi, ăn trộm chuyên nghiệp, cướp bóc cũng giỏi, bắn súng cũng được luôn. Anh có thể làm được mấy thứ đó chứ hát thì thôi đi. Con quạ với chim sơn ca khác nhau dữ lắm à nghe. Hả? Ông nói ai là quạ hả? Cái nào là con quạ? Còn ai trong chúng ta xứng đáng với cái tên xinh đẹp đó hơn ông trùm John chứ? Tức là các ngươi chỉ đang nói giỡn ta là quạ thôi chứ gì? John ơi, tụi tôi nói thiệt như giỡn thôi mà. Ta không hiểu gì hết, nhưng dù sao ta cũng không thích con vật đó một chút nào. Nè John, anh là một tên trộm thì làm sao làm ca sĩ được chứ? Đúng, ta là tên trộm, nhưng ta vẫn luôn hát trong khi đang ăn trộm kia mà. Khi cửa của nhà nào không chịu mở, ta chỉ cần hát lên mấy câu là tự động cửa mở được luôn. Thiệt tình, cả cuộc đời của tôi chỉ nghe nói người ta ngủ mớ rồi hát trong giấc mơ thôi. Bây giờ anh đi trộm mà cũng hát được nữa hả? Lần đầu tiên tôi nghe vụ này đó. Đầu tiên lấy một ly nước nóng. Nhưng mà anh cần ly nước nóng để làm cái gì vậy hả anh bạn của tôi? Chúng ta nên bắt đầu tập hát hoặc đứng lên luyện thanh chứ. Thần linh ơi, đầu tiên anh phải lấy ly nước nóng súc miệng cái đã. Hai anh súc miệng xong, chúng ta mới bắt đầu tập hát được. Đây chính là sự trừng phạt khi dám giỡn mặt với John ta. Nhóm một thành công, tạm biệt, ta đi đây. Bây giờ hít thở sâu rồi nhắm theo nha. Đồ nhắm hả? Ở nhà chúng tôi hết đồ ăn rồi, để tôi ra mua. Anh đói bụng hả? Thiệt ra thì chúng tôi cũng đang thấy đói nè. Nói đi, anh muốn ăn cái gì vậy hả? Không phải là nhắm mà là nhắm. Nhắm theo các nốt. Nhưng mà nốt nào chứ? Nó ở đâu để chúng tôi nhắm theo? Tức là anh mở miệng ra hát theo nốt nhạc đó. Coi nè. Vậy đó. Tôi hiểu rồi, dễ thôi. Bắt đầu, cho tôi nghe đi. Ôi thần linh ơi, sao giọng của anh nghe giống như cho lừa ăn cỏ vậy? Bó tay. Đâu có, tôi hát đúng mà. Vậy chứ cái giọng như con lừa già đó ở đâu ra vậy hả? Nè, nếu các anh muốn thi hát thì hãy bỏ cuộc đi. Bởi vì các anh sẽ không thể nào có giải đâu. Sao chúng tôi không thể có giải được? Bởi vì giải thưởng chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Tôi nghĩ chừng nào con khỉ đột biết nhảy múa lắc vòng á, thì chừng đó cậu mới biết hát đó anh bạn trẻ. Vậy sao? Để tôi hát cho anh nghe. I'm a song but I'm trying to die. Tại sao hả? Khủng khiếp còn hơn động đất nữa. Gì? Động đất nè. Tôi nên ăn ít ly hay là ăn đô sa? Ăn cái nào đây? Món ngon tuyệt vời do chính tay mẹ tôi nấu. Ôi mẹ tôi nấu sao thật là ngon. Ô thần linh ơi, đúng là tuyệt vời. Con hát hay lắm, hát thêm một lần nữa đi con trai. Lời hát phải xuất phát từ trái tim của con và nên truyền cảm hơn nữa. Yeah.
tôi nên ăn ít ly hay là ăn đô sa? Ăn cái nào đây? Món ăn mẹ tôi nấu sao ghê thế này? Sao tôi ăn được đây? Ăn làm sao được đây? Thấy ghê, rất ghê. Món ăn mẹ nấu rất ghê. Nè 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 nè, mau dừng lại. Con đang hát cái gì vậy? Hát lại cho mẹ nghe coi. Tôi nên ăn ít ly hay là ăn đô sa? Ăn cái nào đây? Món ăn mẹ tôi nấu sao mà ghê thế này? Sao tôi ăn được đây? Ăn làm sao được đây? Thấy ghê, quá ghê. Mẹ tôi nấu rất ghê. Ôi thần Linh ơi, đó là lời xuất phát từ trái tim của con đó hả? Ờ, mẹ ơi, thả mẹ đã giúp đi. Giả làm phật cho con mà dám chơi như vậy nữa hả? Dám chơi đồ ăn cho mẹ nấu hả? Mẹ ơi, thả cho con. Đứng lại, đứng lại cho mẹ. Dám chơi đồ ăn của mẹ nè. Lớn già đâu mà còn nhỏ nữa. Đừng có đánh con mà. Mẹ ơi, đã làm mẹ con khóc kìa. Bà sẽ không tha cho con đâu. Bà thề trước công lý, bà sẽ trừng trị con đó. Đứng lại. Ôi mẹ của con ơi, tờ giấy lời bài hát của con đã bị đánh tráo rồi. Con không có viết như vậy. Xin lỗi mà, con xin lỗi mẹ. Ôi sao khi mọi người xúc miệng, tôi dám chắc mọi người sẽ hát thật hay hả? Được rồi, chúng tôi sẽ đi liền mà. Tôi sẽ vào lấy xà phòng và nước lạnh súc miệng nha. Ôi mô tu người anh em người bạn của tôi sẽ cho các anh súc miệng bằng bài thuốc đặc chế của tôi. Tôi đem pha với nước, sau đó sẽ đưa cho các anh súc miệng. Súc miệng xong các anh sẽ không còn bị viêm họng nữa, yên tâm. Được rồi. Ai sẽ hát thử cho tôi nghe đây? Giờ nói cho ta biết ai làm quả còn ai làm sơn ca đây. Có chôn cầm tiền người dân, có chôn lấy bạc của người dân, vẫn là chôn cướp vàng của người dân. Ông trùm chôn vĩ đại làm sao? Tôi là tài đấm bông, tôi có thể hạ đấu cao kẻ thù và mang họ về nhà. Đấm bông, đấm bông. Trong khi tay đấm bóp còn tra tấn mọi người bằng giọng hát, các anh hãy mau kiểm tra lại giọng hát của mình đi, nhanh lên. Thôi uống thuốc đi, chắc chắn sẽ đỡ hơn một chút. Thần Linh sẽ phù hộ cho tất cả chúng ta mà, yên tâm nha. Chào Mô Tu Bát Lu và tạm biệt. Bởi vì sau người này sẽ tới ta lên sân khấu dự thi rồi. Các người sẽ thấy tài năng ca hát tiềm ẩn bấy lâu nay của ông Trùm Chôn này. Chúc các người may mắn. Tôi ăn trộm từng xu, dù tôi phải ngồi tù, nhưng tôi vẫn thích ăn trộm. Hết tiền xu tới vàng bạc, hết vàng bạc tới kim cương, nhưng tôi vẫn thích nhất là tiền xu. Từ đó người dân gọi tôi là ông trùm chôn của chúng ta. Sao quả có thể thành sơn ca được? Giọng hát của anh ta có bao giờ hay được như vậy đâu chứ. Có gì đó sai sai á. Mọi người theo tôi. Tôi ăn trộm từng xu, dù tôi phải ngồi tù, nhưng tôi vẫn thích ăn trộm. Hết tiền xu tới vàng bạc, hết vàng bạc tới kim cương, nhưng tôi vẫn thích nhất là tiền xu. Từ đó người dân gọi tôi là ông trùm chôn của chúng ta. Vậy ra đây là giọng hát tiềm ẩn của tên John kia hả? Ca sĩ đứng đây hát, còn hắn ta chỉ việc nhép theo thôi. Tên đáng ghét đó lúc nào cũng gian lận trong các cuộc thi hết. Nhanh lên, phải tới vạch trần hắn ta. Giờ anh muốn hát cái gì thì anh hát đi. Nè, tôi nghĩ bây giờ giọng của các anh đã được rồi đó. Hay là các anh hãy cùng hát lên cho vui nha. Nhưng mà phải để cho ca sĩ hát trước. Nè ông Trùm Chôn, hát tiếp đi. Sao tự nhiên im vậy? Tôi thấy anh đang hát hay mà. Tôi đang lừa mọi người thôi. Các người bị lừa rồi. Vì tôi không biết hát, tôi lừa ban giám khảo luôn. Ban giám khảo ơi, các người bị lừa rồi.
Tôi không hề ý khác. Tôi cũng chưa bao giờ được khác. Tôi chỉ là ông trùm thôi. Ông trùm trôn chính là tôi. Không phải tôi hát, tôi không có muốn hát như vậy. Không phải tôi, thật ra thì chính người này nè, chính người này đã hát. Là do tôi không biết hát nên tôi đã bắt anh ta hát rồi tôi nhép theo thôi ạ. Phần trình diễn hồi nãy không phải là do tôi hát đâu. Mau xuống đi, lừa gạt. और पतलू की जोड़ी ना ठेला ना डमड़ी ना कौड़ी ओ मोजू और पतलू की जोड़ी nhóm của Motu Batlu hát rất hay, xứng đáng nhận được giải nhất đó. Và đây là phần thưởng dành cho người thắng cuộc, xin chúc mừng. Motu Batlu đi chơi.